Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với Mỡ Hành Vlog. Hôm nay mình sẽ làm một cái vlog về cái công việc làm vườn của anh Thơ, không phải mình. Hôm trước mình đã cắt cái đám cỏ ở đây, bây giờ thì làm đất để trồng rau. Bây giờ nha, sau khi cắt cỏ xong nha, mới thấy ra lớp cá này ở đây nè, quá trời luôn đó mọi người thấy chưa. Đây là cái điều hòa của nhà họ. Sau đó là sang bên đây này vẫn còn luôn, kinh không. Lúc anh Thơ đang đào nhiệt tình thì ngay lập tức đây bọn chó của tôi nhìn Tèo ơi. Tèo em ngồi kiểu gì đó hả? Em ngồi như rớt rồi, thỏ mớ hay không thỏ mớ hành tráng. Ngồi kiểu chi ha đi em. Cái tư thế ngồi kiểu chi đây trời. Đó. Thả chân mất tiêu rồi. Mắc cười ghê, Tèo em ngồi mắc cười ghê nha. Nhìn Foxy đẹp trai chưa? Thân hình cũng trắng trẻo, body ok chứ. Này cắt lông thấy body ok chứ. Tèo em ngồi như chó, một con chó bình thường như chó Foxy coi. Đây, mình đã chuẩn bị một cơ số cây có tiết tô và các loại thể loại húng này. Xong không? Không biết đỏ. Không phải trồng cái đỏ, biết xa. Này. Xong rồi đó mọi người, cái kia đó, vườn rau của mình đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi vlog của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog khoe thành quả nha. Bye bye.